Nay mình sẽ giới thiệu với anh em một cái sản phẩm, đó là một đầu thu và gồm 4 micro như thế này. 1, 2, 3, 4. 4 micro đầu thu này nó sẽ cho ra một cái chất âm. Nếu các bạn mà làm này, nhà thờ là 1 này, hội trường là 2 này, họp đại biểu là 3 này, thì cái này, hoặc là ca sĩ hát là 4 này. Riêng cái bộ mic này rất xịn sò, nó sẽ cho mình một cái chất âm bắt sóng khoảng 2-30 mét bằng cái đầu thu này 4 dâu của nó. Dùng rất là ổn đảo, ổn định. Anh em nào mà dùng hội nghị này, hỗ trợ này, âm thanh cực kỳ sắc nét luôn. Bây giờ mình sẽ thử test cái độ đi xa của nó. Đây là bốn bộ mic mà mình đã thử test. Đây là một bộ này, đây là một bộ này, đây là hai bộ này, đây là ba bộ, tổng là 4 bộ. Một đầu thu 4 bộ, 4 người sử dụng cùng nhau. Mình sẽ thử xem các bạn nghe xem chất âm. Đây, mình đi ra xa, sóng bắt cực kỳ tốt luôn. Đây, anh em nghe sóng ở đấy không thay đổi tí nào. Bắt khoảng 30m đến 50m, sóng không thay đổi. Đây, anh em nhìn thấy không? Trời đang ngoài rất là mưa to như này. Bên ngoài mưa rất là to, nhưng mà sóng không thay đổi. Nó cho mình một cái sóng cực kỳ ổn định. Nếu anh em nào muốn làm phòng thu, một trường này, đấy, mà làm nhà thờ này, tầng trên, tầng dưới này, mà cần một bộ sóng ổn định như này, đây, nó báo sóng lên hai màn hình điện tử này. Đây, hai màn hình điện tử như thế này, hai bên, bốn màn. Mình nói cái nào thì bên đấy nó xét được cái tần số. Riêng tần số con này xét được luôn. Đây, bên trong một bộ nó như thế này. Đây, anh em xem một bộ như này. Có màn hình ở đây luôn, có sóng ở đây luôn. Đây, pin sạc ở đây luôn. Đấy, pin mình lắp pin ở đây chạy này. Đây, on em là mình cần nói này. Đấy, và kẹp như này rất là chắc chắn. Như mình đeo như này, mình thử hát karaoke các bạn nhé. Lên vang này, alo, lên vang thử hát karaoke cũng hát được luôn. Nhưng mà nó không hay, nhưng mà nói chuyện thì hay. Các bạn nghe thử đây. Người yêu ơi, có biết anh nhớ em nhiều lắm. Đã bao năm tháng qua anh vẫn mong vẫn chờ. Giờ em đang ở đâu, hãy về đây bên anh. Tình yêu ta thắm lên. Cái này nghe vang được chứ. Người yêu ơi, có biết anh nhớ em nhiều lắm. Anh em thích cái bộ này. Bộ này có model là AKM 44 Flute. Một đầu thu và 4 mic. Anh em liên hệ mình nhá. Chào anh em.